tâm Phật chúng sanh là một không phải hai tâm là tâm của chính mình Phật là chính mình chúng sanh cũng là chính mình không phải nói đến kẻ khác tâm chúng ta chính là Phật chính là chúng sanh nếu tâm là giác ngộ đó chính là Phật nếu tâm là mấy hoặc thì chính là chúng sanh Tâm Phật chúng sanh là một không phải ba, một mà ba, ba mà một. Tâm Thánh Tịnh hiện là A-la-hán. Tâm Bình Đẳng hiện là Bồ-Tát. Tâm giác hiện là Phật Thanh tịnh, bình đẳng, giá Ba việc này là cùng một sự việc Một mà ba, ba mà một Không có khác biệt Chúng ta hiện tại nghĩ Ta muốn làm Phật Hay muốn làm Bồ Tát Hay muốn làm A-la-hán Hoặc là muốn làm chúng sanh Muốn làm Phật Phải buông xả mọi thứ Triệt để buông xả Tâm hiện chính là Phật Cùng với a di đà Phật chẳng hề khác biệt Tâm hiện là thế giới cực lạc Nếu chúng ta đến một thứ cũng không bốn nổi buồn không nổi cái thân này buồn không nổi tình thân buồn không nổi tài sản buồn không nổi sự nghiệp cũng buồn không nổi bạn bè thân thí Những thứ này là gì? Toàn bộ đều là ô nhiễm Toàn bộ đều là tạp đoạn Khiến tâm của bạn không bình đẳng Khiến tâm của bạn không thanh tịnh Bạn vĩnh viễn đoạn lạc nơi Sáu nẻo luân hồi Luân hồi là Biển khổ vô biên những kẻ nơi tam độ lục đạo chân thật gọi là những kẻ đáng thương phải làm sao đây gặp được phật phá quả là quá may mắn Đấy là do thiện căn phúc đức nhân duyên biết bao đời bao kiếp của bạn nên mới gặp được gặp được nhưng lại để tụt mớ cơ hội ngay trước mà chân thờ quá đáng tiếc biết bao người cả đời không gặp được chúng ta đời này gặp được là rất hiếm có phải đem chuyện này xem thành chuyện quan trọng hàng đầu trong đời này của mình những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ như hải hiền lão hòa thượng có nói mọi thứ đều là giả gọi tới bà như một giấc mộng phải nên tỉnh ngộ ngày ngày đi ngủ rồi tỉnh dậy hãy nên nghiền ngẫm hôm qua đã quá rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa đến với tích cũng tìm không thấy người thông minh biết rằng toàn là giả vì thế Họ có thể buông bỏ tất cả Không để trong tâm Mỗi ngày trong cảnh duyên Mà luyện công phu Luyện cái gì? Luyện sáu căn tiếp xúc Với cảnh giới sáu trần Không chấp nhiễm, Không dao động Phương Pháp Tịnh Tông sử dụng đặc biệt kỳ diệu chính là dùng một có Phật hiệu như tấm lá trắng Mọi thứ đều bị ngăn lại không còn ô nhiễm, không bị dao động, cũng tức là bảo vệ thanh tịnh bình đẳng và chân tâm của bản thân. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của chúng ta. Đó cũng là tâm Phật. Tâm a di đà Phật chính là thanh tịnh bình đẳng giá. Chúng ta đều có. Chúng ta chỉ là do sáu căn bị sáu trần làm ô nhiễm mà thôi. Hôm nay chúng ta giác ngộ rồi, không để chúng ô nhiễm vào ta. Dùng một câu Phật hiệu Thay thế cho hết thảy Vô trụ Ý là không để trong lòng Trong tâm như thế nào? Trong tâm chỉ có một câu a di đà Phật Việc này phải luyện tập Ngay trong cuộc sống thường ngày nếu còn tôi thích cái này Tôi ghé cái, cái kia Vậy thì không được Đó là tâm của Sáu nẻo luân hồi Chúng ta vẫn phải thay đổi cái tâm này Không đi vào cái vòng luân hồi Sáu nẻo này nữa Lục đạo luân hồi chính là thị phi nhấn ngã Có thiện có ác Có yêu có ghét có lòng bất bình tột độ đó là sự ô nhiễm nghiêm trọng cảnh giới không, không theo ý mình trong tâm niệm niệm không quên ghi hận trong lòng đây là những chuyện thường tình của chúng sanh nơi sáu nẻo gặp chuyện uất ức oan uổng không cam tâm không tình nguyện đời sau đến báo thù thậm chí trải qua bao ký không có cơ hội sau này gặp được vẫn muốn báo thù đây là tập khí của chúng sanh căn bệnh chung của chúng sanh người tu hành phải đem những thứ này tất cả đều xóa xạ Thuận cảnh không sanh tham luyến nghịch cảnh không hề oán hận Nên xem chúng như nhau cả Thuận nghịch là một không phải hai Thế nên bất bình đều là Do vọng tượng của chính mình sinh ra Bản thân đích thực Buông bỏ phân biệt chấp trước Tất cả pháp điện sẽ bình đẳng Vì sao? Vì tâm bình đẳng ra bên ngoài ác bình đẳng Điều này chúng ta Cần phải hào Cần phải ngày ngày luyện con phu Vẫn chưa buông xả được Thì phải mỗi ngày luyện tập Đến khi chân thật buông xuống rồi vẫn tiếp tục luyện luyện điều gì đấy luyện không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp chứa ngay trong sinh hoạt có thể thể hiện đầy đủ oai nghi làm tấm gương tố cho người thế gian khuyên bảo mọi người nên chăm chỉ học phật người học phật thanh tịnh trang nghiêm vui vẻ vô cùng thường sanh tâm hoan hỷ Bớt diệt duyệt hồn Đây mới là chân thật học Phật